Theo bản cáo trạng, ngày 22 tháng 6 năm 2019, Bùi Thị Ngọc Anh mua của người phụ nữ không quen biết ở thành phố Thái Nguyên một gói methamphetamine ma túy đá, có trọng lượng 7,2679 gram với giá 300.000 đồng đưa về chi thành 9 gói nhỏ rồi cất giấu tại kẻ hở giữa tấm tôn gắn vào tường nhà hàng xóm. Sau đó, Bùi Thị Ngọc Anh sai em Lê Thị Cẩm Tờ. Là trẻ em tính đến 24 tháng 6 năm 2017 là 14 tuổi, 7 tháng 10 ngày, đưa đi bán kiếm lời. Đến khoảng 22 giờ 40 ngày 24 tháng 6 năm 2017, Bùi Thị Ngọc Anh gọi điện bảo Lê Thị Cẩm Tờ. Đến chỗ cất giấu ma túy, lấy 6 gói ma túy đá với trọng lượng 1,702 gam đi bán cho một người đàn ông không quen biết, tên Trung để lấy 500.000 đồng. Trên đường đi giao ma túy, khi đến đoạn đường liên thôn thuộc Hoàng Nam Phường Kỳ Liên, Lê Thị Cẩm Tờ, bị tổ tuần tra công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, bắt quả tang. Qua lời khai của Tú, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành khám xét vị trí mà Bùi Thị Ngọc Anh cất giấu số ma túy và tiến hành thu giữ số ma túy còn lại. Sau khi biết hành vi của mình đã bị phát giác, Bùi Thị Ngọc Anh đã đi khỏi địa phương, đến ngày 15 tháng 6 năm 2019, đối tượng ra đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Tại phiên xét xử, Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Ngọc Anh 7 năm 6 tháng tù giam và xử phạt hành chính 5 triệu đồng.